Xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hiện tại bây giờ là có anh Grab cũng đến giao hàng xong và bây giờ đi nha cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là phía bên trong là có anh Hải nha cô chú anh chị. Dạ thì hiện tại bây giờ là 6 giờ tối nha cô chú. Thì tối ngày hôm nay chị Ly và chị Loan cũng đi tham dự một cái dỗ tổ của bên nhà anh nghệ sĩ Kim Tiểu Long mà cô chú anh chị. Thì hiện tại bây giờ là anh cũng chị cũng chưa có về nha cô chú. Ngày hôm nay thì anh Hải ở nhà phụ chị Loan bán hàng nha cô chú anh chị, chứ anh không có đi nha cô chú. Thì hiện tại bây giờ là anh đang gom những cái thùng hàng lại để bỏ vào bịch đó cô chú. Anh Hải và anh Thành Mỹ nha cô chú anh chị. Dạ thì buổi chiều ngày hôm nay cô chú Quân cũng ra ở ngoài chỗ anh nghệ sĩ Kim Tiểu Long cô chú, nhưng mà tại vì là mớ nhạc nhiều quá cho nên là bị bản quyền cô chú, thì Quân cũng không có quay nha cô chú anh chị. Quân chưa nghỉ ngơi hả? Phía bên trong thì có anh Thành Mỹ nha cô chú. Thì anh Thành Mỹ là chuyên về bên trực máy tính đó cô chú anh chị. Ngày hôm nay thì khán giả cũng đến nha chị Loan mua hàng rất là đông nha cô chú. Buổi trưa thì có xe bưu điện và xe tải cũng đến nhận rất là nhiều hàng để gửi đi cho các cô chú anh chị ở xa đặt cô chú. Dạ thì hiện tại bây giờ là phía bên trong cũng có anh trai Grab nha cô chú. Thì cứ mỗi buổi tối đó cô chú anh chị, anh trai Grab này cũng sẽ đến nhà chị Loan nhận hàng đi giao cho khách nha cô chú. Dạ thì cái chiếc xe máy phía trước đó cô chú anh chị là của anh trai Grab, tại vì Winner đây cũng lâu rồi đó cô chú, cho nên là chiếc xe của anh Grab này thì Win cũng biết nha cô chú anh chị. Ngày hôm nay thì anh Hải cũng quyết định ở nhà để phụ các anh chị người làm bán hàng nha cô chú. Thì buổi chiều anh cũng đi đón bé Bun và bé Tin đồ về đi học về cô chú. Có anh trai cũng đến mua hàng để ủng hộ cho chị Loan nha cô chú anh chị. Nhà chị Loan thì buổi tối á, rất là đông các cô chú anh chị khán giả đến mua hàng để ủng hộ cho chị Loan nha cô chú. Thì nói chung là em cũng ở đây ngày nào cũng quay về chị Loan buôn bán hàng được gửi đến cho các cô chú anh chị được xem. Thì cũng mong rằng là các cô chú anh chị cũng cho mình xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh được phát triển hơn.
Hiện tại bây giờ thì gần 6 giờ tối rồi nha cô chú. Bên trong thì có anh trai gáp á cô chú anh chị. Quà bê ken nữa cô chú. Bê ken cũng đi ra ngoài cô chú. Anh trai gáp này á cô chú anh chị thì theo như Quynh được biết á cô chú thì nó là em ruột của chồng chị Bùm Bùm nha cô chú anh chị. Dạ thì hôm nay thì Quynh cũng biết rồi, nhưng mà tại vì là Quynh chưa có chắc chắn á cô chú anh chị, cho nên là cũng chưa có dám nói. Thì hai ba ngày nay á thì Quynh cũng được biết rằng là anh trai gáp này là em ruột của anh của chồng của chị Bùm Bùm nha cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ thì phía trước là có chồng của chị Bùm Bùm và anh Thành Mỹ nha cô chú. Cô chú anh chị và các bạn xem video cho Quynh xin một lượt đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Quynh được phát triển hơn cô chú. Anh Thành Mỹ thì luôn luôn trực bên cái máy tính nha cô chú anh chị, tại vì các cô chú anh chị ở xa cũng đặt hàng thì anh sẽ trực máy tính để chốt những cái đơn hàng lại rồi gửi xuống cho các anh chị người làm sẽ đóng hàng gửi đi nha cô chú.